Năm 2023, toàn tỉnh có 419 cơ sở lưu trú, 21 cơ sở khám chữa bệnh được tạo tài khoản, hướng dẫn triển khai tiếp nhận thông báo qua phần mềm khai báo lưu trú trực tuyến. Năm 2023, Lào Cai đã triển khai thí điểm thông báo lưu trú qua phần mềm khai báo lưu trú khách sạn Mường Thanh Lào Cai và ra bắt bộ hình 4 trong 1 liên quan đến thông báo lưu trú, thanh toán không dùng tiền mặt, khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, Bệnh viện Đa khoa thành phố Lào Cai. Các cơ quan có liên quan cũng đã tiến hành tạo tài khoản, hướng dẫn triển khai tiếp nhận thông báo lưu trú qua phần mềm khai báo lưu trú kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư cho 419 cơ sở lưu trú, 21 cơ sở khám chữa bệnh. Trung bình hàng tuần có 2.000 được khai báo lưu trú qua phần mềm này. Việc triển khai mô hình này sẽ giúp các đơn vị ứng dụng nâng cao hiệu quả công việc, giúp gắn thời gian thông báo lưu trú của người dân.